Okay, good afternoon. So how are you today, huh? I'm good. How are you today? I'm very good today. Do you go to school today? Do you go to No. school? No, or you just stay at home? You stay at home, có chỉ ở nhà thôi à? Hôm nay không phải Sao? đi học đúng không? Sáng rồi đi học. Ok. Cô lại nhầm lịch. Ok. Bây giờ là hè nhỉ? Ok, cô lại nhầm lịch rồi bởi vì là có vài bạn vẫn đi học thêm ấy, xong rồi cô nói chuyện nên là cô hơi nhầm. Ok, I'm sorry. Ok, I will open your homework. Hôm trước thì chúng ta đã nói về we talk about comparison, so sánh. Ok, so it is your ở đây là bài cũ đúng không? À, nhưng mà Bài mình làm mới. lại. Yes, I see. Nhưng mà con làm lại rồi đúng không? Ok. Nào, look at this. Có một gần đúng rồi. Tuy nhiên nào, just xem là chúng ta có danh từ gì. Can you help me to read? Con đọc cho cô lại thể cấu trúc chúng ta học. Chủ ngữ cộng động từ the same cộng với danh từ. Sau danh từ là cái gì nhỉ? Ngữ. À, sau danh từ là the same piano as ok, chúng ta thiếu cái gì ở đấy? Đúng rồi, chữ S. Ok, good vậy là chúng ta sẽ phải thêm S vào đây. Tuy nhiên thì hôm nay đã nhiều công thức hơn rồi. Ok, now the second. Can you help me to read? The same as him. Ok. Ok. What kind of word? Danh từ hay là tính từ hay là động từ? Hay. Danh từ. À, danh từ à? Ok, chúng ta có bao giờ đi danh từ với cả tính từ không nhỉ? Luôn luôn danh từ, luôn luôn động từ to be đi với gì nhỉ? Tính từ đúng không? Tính từ. Được chưa? Vì thế nên là ở đây chúng ta là động từ to be nên ở đây chúng ta sẽ phải sử dụng một cái gì đấy? Gì đấy? Tính. Tính từ. Tính từ, ok. Vậy tính từ của chúng ta là gì? Nào. Chữ này, ok, được rồi. Chữ này của cô là chữ danh từ về chiều cao đúng không? Chữ này là chiều cao. Ủa, Hà viết thiếu một chữ T của cô. Đây là danh từ. Đây là danh từ, được chưa? Bây giờ mình chuyển nó thành tính từ nào. Hôm trước cô cho ghi là gì nhỉ? Tính từ của hate là gì? Hai đúng không? Đây mới là tính từ. Ok. Cô sẽ tổng hợp cho Hà một cái bảng về tính từ danh từ chúng ta sẽ sử dụng cho mỗi câu này để mình đỡ quên. Đây, bây giờ Hà sẽ ghi chú lại cho cô lại nhá. Hay hai. Tính từ chúng ta sẽ đọc là hai và sang danh từ chúng ta sẽ đọc là hay. Hay. Đây là tính từ. Còn đây là danh từ. Được chưa? Đều có nghĩa là chiều cao. Ok. You can note. Ok, chúng ta sẽ này, chỗ này chúng ta sẽ chọn. Chúng ta sẽ viết là hay. Chúng ta sẽ viết là hai, sorry. Hai, as ok, ghi chú cho cô cái chỗ này nhá. Ok.
cái bảng, cái phần cô quanh tròn. Đây là tính từ, hai là tính từ, còn hay là danh từ. Yes. Finished? Finished? Yes. Yes. Now, the next one. The next. Ok, vậy chúng ta sẽ sửa cái này như nào nhỉ? Sửa thêm 2. Ừ. I am the same age as you. Do you remember the word? I am the same age. Ok. As you. I'm sorry. Cái này chúng ta phải sửa là hate. I'm sorry. Ok. Nào, cô xin lỗi. Cái công thức của cô cho. Cô xin lỗi. Cái này chúng ta phải sửa là hate. Nhưng mà ở đây con biết đúng rồi. Nhưng mà con biết sai chính tả. Nên là ok. Cái này của chúng ta phải là hate. Danh từ nha. Ok. I'm sorry. Rồi cái này cũng sửa cho cô là hate. Cấu trúc của chúng ta là to be the same, danh từ as, đúng không? Ok, good job. I'm sorry. Ok, thêm một chữ T cho cô đây. Đây là danh từ của nó. I play as you. As you. Ok. Finished? As you thì đấy. As you thì đấy. Nếu mà là động từ thì chúng ta phải có trợ động từ. Vậy trợ động từ ở đây sẽ là play. Gì nhỉ? Play. À, play. Play có phải là trợ động từ không? Chúng ta có hai trợ động từ, một là do, hai là does. Một là do, hai là does, đúng không? Vậy thì you đi với do or does? Do. Đúng rồi. Nào, Hà nhớ cho cô nhé. Chúng ta có động từ thường. Đây là động từ thường này. Thì luôn luôn có trợ động từ đằng sau. Ok. Vậy chúng ta sẽ có do ở đây. Do. As you do. Được chưa? Ok. As you do. As you do. Tiếp theo. As the same, the play, a play same as, okay. Nào, Hà, câu này đúng, tại sao câu này lại nhầm nhỉ? Đây. Nào, bây giờ sửa cho cô cái phần này. Gần đúng rồi, chắc là làm hai đoạn này cho nên là nó bị lộn với nhau. Nào, bây giờ mình nhìn nhá. Đây là động từ thường đúng không? Right? Ừ. Thế thì ở đây phải có trợ động từ. Và ở đây phải sử dụng cái gì đấy? Chủ ngữ cộng với trợ động từ. Me phải chuyển thành I. I gì nhỉ? Do. I do. Ok. Me chuyển thành I do. Ok. Rồi. Mình sẽ thấy đúng tiếp này. Okay, I am from, different from. Cái này thì rất là hay đúng. Câu different from thì nó dễ hơn nên chúng ta sẽ đúng nhiều hơn. Ok. Yeah, from her. À, tại sao con lại gạt cái này, chữ này xấu hả? Không, em lúc ở đầu em nghĩ thì nó sai sai hơn rồi. Gì vậy à? Ờ đúng rồi, sửa lại thì là đúng đấy. My book is different from her, tính từ sở hữu của chúng ta. Her, your, my cat is different from your. Ok. She is different from from. She is different from him. Ok. My pen is different from your. Ok, cái này được. Cái này cũng ổn. Nào. Rồi, ok. Hầu như câu này đúng hết. Chỉ có là bên này nó khó và chúng ta sẽ nhầm hơn. Cấu trúc different from thì chúng ta hầu như đúng hết rồi. Thế còn đây nào. Ok, bây giờ cô nói nhá. Bây giờ mình sẽ sử dụng một cái trợ động. Mình sẽ sử dụng một động từ thường. Nào, bây giờ cô sẽ lấy động từ là cook đi. Cook có nghĩa là gì? Động từ nghĩa là gì nhỉ?
Hình. À, cái gì nhỉ? Cúc nghĩa là gì nhỉ? Nấu. Nấu ăn. Nấu ăn. Thế bây giờ nói là tôi nấu ăn tôi nấu cái món giống như cô ấy làm. Thì mình nói như nào? Ai? Ai? Cái món giống như cô ấy. À, cái món đúng không? Và cô sẽ cho từ mới nhé. This món, món ăn. Từ mới là món ăn. Được chưa? I cook gì đấy? Giống món ăn cô ấy làm. I cook I cook the same. The this. same. This, okay. This. As cô ấy làm. Cô ấy. She. Trợ động từ của chúng ta là does, đúng rồi. Vậy thôi, được chưa? I cook the same dish as she does. Ok, sau khi Hà nhìn cái ví dụ này xong, Hà nhìn cái câu này xong, con có thắc mắc gì không? Nào, cúc ở đây là động từ gì nhỉ? Thường hay to be? Đúng rồi. Đương nhiên chúng ta có the same theo cấu trúc này, cộng với danh từ này, as này. Bởi vì đây là động từ thường, nên là chúng ta sẽ phải sử dụng chủ ngữ thứ hai này, cộng với trợ động từ này. Ok, bây giờ cô sẽ viết lại công thức nhá. Bây giờ cô sẽ viết lại cái công thức này, bởi vì công thức này nó khó hơn. Rồi, chúng ta sẽ viết cho cô như sau. Câu so sánh bằng với động từ thường, ghi hẳn cho cô như vậy thì nó sẽ dễ hơn. Chắc lần trước cô chưa cẩn thận với động từ thường nhá. Đấy, ok, mình sẽ có cấu trúc chủ ngữ thứ nhất, chủ ngữ một cộng với động từ, ở đây có thể là thêm s hoặc là es nếu như nó là số ít này, cộng với the cộng với danh từ, cộng với as, cộng với chủ ngữ số 2, cộng với trợ động từ. Trợ động từ mở ngoặc chia theo chủ ngữ 2. Trợ động từ chia theo, trợ động từ chia, trợ động từ do, does chia theo chủ ngữ 2. Ok, vậy là chúng ta có một cái công thức hoàn chỉnh. Sau này mình làm chắc chắn sẽ đúng hết. Nào, bây giờ mình sẽ, bây giờ cô sẽ để cái công thức này. Bây giờ Hà nhìn vào cái công thức phần chữ vàng cô ghi nhá. I cook the same dish as she does. Bây giờ Hà nói cho cô nào, đâu là chủ ngữ một, đâu là động từ, đâu là động từ, đâu là chủ ngữ hai, nào, và đâu là trợ trợ từ, trợ động từ. Ok, nào, đâu là chủ ngữ của cái câu này nào? Hai. Ai, ok. Rồi. À, chủ ngữ của cái câu này là gì? Hai. Ai, chủ ngữ sẽ là cook, đúng không? Chủ ngữ là cook. Rồi, ok.
nào, trợ động từ nào, trợ động từ của chủ ngữ hai nào, trợ động từ của chủ ngữ hai nào, she, à trợ động từ she là chủ ngữ hai đúng không? Chủ ngữ hai là gì? Sau s, luôn luôn sau s. Chủ ngữ hai là she. Ok, trợ động từ ở đây là does. Ok, bây giờ cô sẽ viết và mình sẽ phân tích nha. Rồi, Hà viết cho cô cái ví dụ. À, đợi cô chút. Ok, I'm back. Nào, sau chúng ta sẽ viết lại để chúng ta phân tích nhá. Ai này? Con viết lại cái câu đấy đi. I cook the same. The same dish as she does. Được chưa nhỉ? I cook the same dish as she does. Rồi. Bây giờ mình sẽ phân tích này. Nó hơi khó nhìn một chút. Chúng ta sẽ phân tích và chân cho cô như sau. Nào, từ ví dụ này mình hãy gạch chân. Và chân I ghi chủ ngữ 1 ở dưới cho cô. Cook động từ. She chủ ngữ 2. Và does trợ động từ. Cô viết hơi không vẽ được á. Trợ động từ. Ok. This danh từ. Luôn luôn ký hiệu là N. Okay. Finished? Yes. Okay. Bây giờ nhá, là cô sẽ lấy cái câu của Hà đi. Hà sẽ nói cho cô xem nào đây. Và mình lấy nào. Và câu hỏi này. Ai ở đây là cái gì? Lấy. Động từ. Piano. Danh từ. You. Ngôn ngữ. You. Chủ ngữ hai. Ở đây không có tân ngữ. Chúng ta ở đây chỉ có chủ ngữ thôi. Vì ở đây là động từ thường. Nếu mà nó là động từ to be thì nó mới là tân ngữ. Nhưng đây là động từ thường nên chúng ta sẽ phải có chủ ngữ hai. Còn đây do. Trợ động từ. Đúng rồi, trợ động từ. Ok. Rồi. Ok, tạm gác lại đấy nhá. Chúng ta sẽ sang bài mới. Rồi, trong phần này Hà còn câu hỏi gì cho cô nào? Cái phần cô chữa ở đây. Tại sao mà cô lại chữa như vậy? Tại sao cô chữa như này mà không phải như thế kia? Đó. Con có câu hỏi gì không? Ok. Rồi, ok. Vậy thì nhá, tất cả những cái câu này, nào, tại sao cô đang hỏi là tại sao đây mà cô không sử dụng tính từ đúng không? Bởi vì the same là tính từ rồi, nên sau tính từ là một danh từ. Vừa lại cô nhìn có tiếng ồn nên là cô nhìn chưa kỹ. Ok, cái này, chúng ta luôn luôn có cái công thức. Mình có một cái câu ví dụ là I am the same age as you. Đấy, tôi bằng tuổi với bạn. Thì cái câu này chính là điển hình cho bạn. The same ở đây là tính từ.
Và sau tính từ thì luôn luôn là danh từ. H là danh từ. Đây cũng là một câu so sánh bằng của chúng ta. Được chưa? Nó rất ngắn. Và ở đây con không thấy là nó có trợ động từ đằng sau. Đúng không? Đúng không? Nhưng khi nó chuyển sang là động từ thường thì chúng ta lại phải có trợ động từ cho cái thằng chủ ngữ 2. Được chưa? Ok, rồi khi nào chúng ta làm bài tập thì cô sẽ nói thêm. Ok, chúng ta chuyển sang một cái phần mới nha. Để tập trước cái phần mới của chúng ta. Đó, slide. Ok, so we will practice. Hôm trước chúng ta làm bài này rồi đúng không nhỉ? Dạ. Đây. Hôm nay cô bảo chữa về đấy. Ok, sorry. Rồi, ok, so chúng ta chữa bài này nhá. Nào, bởi vì có phần bài tập kia cô chỉ nhớ là giao cho Hà bài tập kia, mà bài tập này cô không nhớ lắm. Rồi, bài tập đầu tiên, câu thứ nhất chúng ta sẽ làm là gì ta? The same as. The same as. Ok. Rồi, number 2. Friendly as. It's not friendly as, đúng không? Ok. As why as. As why as. Thì nữa cô sẽ giải thích. Nào, number 3. Narrow as. Okay, it is. But actually, we have another question, another key. Now, number 4. Okay, cô sẽ gạch chân nhé. Rồi, chúng ta có từ mới. Hà chưa dịch bài này nên Hà chọn đáp án theo như công thức thôi đúng không? Con chưa dịch đúng không? Ừ, ok. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng làm nhé. Nào, number 4 của chúng ta. Chúng ta đang so sánh cái wider chính là cái rộng hơn. Và narrow chính là từ mới của chúng ta. Narrow ở đây có nghĩa là chật hẹp. Và narrow là từ trái nghĩa của từ wide. Narrow. Vậy thì chúng ta sẽ phải so sánh hai thằng này với narrow. Một là narrow, hai là wide đúng không? Wide có nghĩa là rộng, thênh thang. Và narrow nó chất là chật hẹp ấy. Chật hẹp. Đây mình có từ mới ha. Chật hẹp. Wide có nghĩa là rộng. Chờ. Hai thằng này đều là tính từ cả. Ok. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ dịch nhá. Nào, đầu tiên câu số 1. Câu số 1 chúng ta đúng rồi, chúng ta sẽ để đấy. Câu số 2 nhá. Câu số 2 này, as white as. Đây chúng ta sẽ dịch từ cái phần này đây. Nào. It's not as white as it was 5 years ago. It's much more noisy. But I prefer it now. Hay chúng ta nhìn ở cái câu này có cái gì? Nó so sánh ở câu đằng trước với câu đằng sau đúng không? Right? Yes. Yeah. Ok, thế bây giờ nhá. Hà nhìn cho cô này. Hà nhìn cái chữ noisy. Do you know noisy? Từ mới đúng không? Ok, không sao cả, chúng ta có từ mới chúng ta sẽ cùng nhau tìm. Ok, vậy cô sẽ cho Hà từ mới nhá. Quiet có nghĩa là yên tĩnh, noisy có nghĩa là ồn ào. Đây là các cặp từ đối với nhau, cặp từ trái nghĩa. Ok, vậy chúng ta có từ quiet khác với noisy.
Yên tĩnh. Ok, con ghi đi. Yên tĩnh. Đương nhiên phải khác với ồn ào rồi, đúng không? Không thể sống được. Trời, ồn ào. Noisy. Ok. Được chưa nhỉ? Ok, tôi biết đi. Yes. Quiet. Khác với noise. Nhưng tĩnh khác với ồn ào. English. Ok, nào, hãy đọc nào. Quiet. Quiet. Noisy. Noisy. Ok. Vậy bây giờ chúng ta có cái cụm này. Quiet ở đây là một tính từ. Cái câu này nó sẽ dịch là cái nơi này thì không yên tĩnh như là đã từng 5 năm trước đây. Tức là gì nhỉ? 5 năm trước đây thì sao? Rất là gì? Yên tĩnh, đúng rồi. Nhưng mà bây giờ thì không, đúng không? Ok. Và người ta còn nói thêm là is much more noisy. Nghĩa là gì? Rất ồn ào. Nó ồn ào như nào? Ồn ào gì đấy? More. Nhiều hơn, đúng không? But I prefer it. Nhưng mà tôi thích điều đó bây giờ. Nhưng mà bây giờ tôi thích nó, đúng không? À, bây giờ thì tôi thích nó hơn. Tức là thích cái sự ồn ào hơn, đúng không? Rồi. Đấy là câu này chúng ta phải so sánh hơn nhá. Ok, vậy chúng ta có cặp từ quiet và noisy để tìm được. Nào, tiếp theo nào. Ok, chúng ta có từ restaurants. What is the meaning of Nhà, nhà hàng. Ok, nào, bây giờ nói đến nhà hàng. Mỗi khi chúng ta nhắc đến cái cụm có cái từ the ones có nghĩa là, ví dụ nhé, tôi có một cái bút màu, tôi có một cái bút màu đỏ và tôi mua thêm một cái bút nữa, tức là người ta cái bút nữa đấy chính là người ta nhắc lại cái bút màu đỏ, đúng không? Cái bút nữa chính là nhắc đến cái bút màu đỏ. Vậy thì câu số 3 cũng vậy. Nhà hàng này thì khác hoàn toàn với cái nhà hàng mà chúng tôi đã từng có trước đó. Những nhà hàng, đúng không? Hoặc là chúng tôi đã từng đến trước đấy. Tức là sao? Tức là cùng cùng cái nhà hàng đấy, nhưng mà trước kia người ta đến cái nhà hàng cũ và cái nhà hàng bây giờ vẫn là cái nhà hàng đấy, thế nhưng mà bây giờ nó thay đổi rồi, nó khác. Thì cái từ Z1 đấy chính là nhắc lại cái thằng nhà hàng đấy. Ok, nó hơi khó hiểu một chút, không sao. Vậy thì chúng ta sẽ hiểu cho cô là nó so sánh, và ở đây thì chúng ta không có nhìn thấy từ, chúng ta có cái từ we had before. Bài này chắc chắn phải dịch nên cô mới nhờ con về dịch mà. We had before tức là cái mà chúng tôi đã có trước đấy, tức là nó sẽ so sánh một cái mới với một cái cũ. Được chưa? Ok, bây giờ cô sẽ viết cái này cho mình dễ hiểu này. Cái V1 này chính là cái nhà hàng nhắc lại cái cũ ấy. Nhà hàng cũ. Nhà hàng cũ. Nhà hàng cũ, được chưa? Cái restaurant này chính là nhà hàng mới. Nhà hàng mới. Nhà hàng mới. Nhưng mà người ta trong văn viết người ta không nói G1, người ta không không người ta tự hiểu là G1 chính là cái nhà hàng. Người ta không nói G1 có thể là nhà hàng, có thể là cái bút, có thể là ngôi trường, có thể là người bạn, bất cứ cái gì nó đều có thể, bởi vì G1 chỉ là một cái tân tân ngữ thôi, chỉ là một cái tân ngữ tượng trưng thôi, được chưa? Để nhắc lại cái chủ ngữ đằng trước đấy.
Ok, nó hơi khó hiểu đúng không? Rồi, nhưng mà quan trọng là chúng ta có cái phần là we had before, tức là chúng ta sẽ dịch hai cái thằng khác nhau. Hai cái thằng khác nhau. Nó so sánh. Được chưa? Ok, nào, câu số 4 nào. Câu số 4 là nó đang so sánh về cái gì mà nó có they were before nhỉ? Cứ có cái so sánh với vế trước ấy thì nó như nào nhỉ? Từ từ nhá, dịch nhà như nào thậm chí the streets, what is the meaning streets, đường phố thì không gì đấy như là chúng trước đây nào. Đường phố thì không gì đấy như là phố trước đây đúng không? Narrow. À, narrow đúng không? Chúng ta sẽ sửa chết đáp án đi nhé. Narrow. Bởi vì chúng ta có gì đây? Wide đúng không? Ok. Vậy nên đáp án của chúng ta sẽ là as narrow as. Rồi. Tiếp câu số 5 nào. Number 5. À, có từ before, tức là so sánh của hai cái thời điểm đúng không? À, và chúng ta còn có cái gì đấy? As. Thêm nữa, chúng ta có warm. Lại từ gì? Warm. Nghĩa là gì nhỉ? Warm có nghĩa là gì nhỉ? À, mùa đông thì chúng ta mặc áo để ấm đúng không? Warm là ấm. Tính từ. Vậy thì hai thằng nối với nhau. Ở đây là một tính từ thì đằng sau nó cũng là một tính từ. Đáp án sẽ là Friendly. rồi, friendly as. Friendly as. Number 6. Ok. Ok, I saw you the answer first. Rồi, đáp án sẽ là the same as. Nào, bây giờ Hà nhìn lại cho cô. Thì con có thấy cái câu nào là khó nhất với mình? Trong 6 câu này mình chia câu nào khó nhất? Ba. Câu 3 đúng không? Câu 3, đúng rồi, câu 3. Cô cũng vậy, cô cũng thấy như thế. Bởi vì nó có cái the ones chúng ta có thể hiểu được. Ok, câu này. Rồi, ok. Hà hãy take note lại những từ mới mà hôm nay chúng ta có. Chúng ta có hai cặp từ narrow, wide và quiet, noisy. Did you write down? Yeah, ok. Keep going. Nhà hàng mới, nhà hàng cũ phải biết không? Ok. Này, đừng ghi cái chữ G1 của cô là nhà hàng cũ, à nhà hàng cũ nhá. Cái đấy là mình tự hiểu thôi chứ. Dịch ra nghĩa, dịch ra trực tiếp không phải như thế mà cái restaurant là nhà hàng thôi. Hà chỉ ghi cho cô restaurant có nghĩa là nhà hàng thôi nha. Restaurant, nhà hàng thôi chứ không phải là nhà hàng mới đâu nha. Chúng ta bỏ S thì S là số nhiều. Ok, restaurant nhà hàng. Rồi. Finished. Yes. Yep. Ok. Next. Ok. Review rewind. Rewrite. Ok. Can you help me to read the requirement? Write the sentence you think the works in like it. Like it. Ok, chúng ta sẽ đọc từ này là chữ này đọc là write. Chúng ta đọc cái từ này là rewrite, có nghĩa là viết lại câu. Được chưa? Viết lại câu. Ok. Rồi, viết lại câu. Vậy bây giờ Hà nhìn cho cô nào. Number one. Can you help me to read and translate? The painting is bigger than the photographs.
Con đọc to lại một lần nữa và tự tin nào. Lại bắt đầu như lần đầu tiên cô gặp. Ok, giờ lại nào. The painting is bigger than the photograph. Ok, good job. Ok, bigger, big. Big nghĩa là đúng rồi, bigger. Ok, to hơn. Ok, so the painting, what is the meaning of painting? Vẽ. Vẽ đúng không? Nhưng mà đây là đầu câu chúng ta hiểu là danh từ. Vẽ thì sẽ suy ra là cái gì nhỉ? Chúng ta vẽ gì? Bức tranh. Bức tranh đúng không? Vậy the painting có nghĩa là bức tranh. Đó, bức tranh thì làm sao đây? Rất to. Rất to, to. Quả là rất to. Ok, to. Nhưng mà đây là so sánh hơn. To hơn cái gì? Photograph. To hơn bức ảnh. To hơn bức ảnh, of course. Nào, vậy chúng ta sẽ viết lại câu so sánh bằng ở dạng phủ định, có nghĩa là không bằng cái gì đấy. Mình xác định đầu tiên để làm được nhá, mình xác định đây là tính từ của chúng ta, được chưa? Và dạng câu của chúng ta là so sánh không bằng. So sánh bằng là chúng ta không có not, nhưng so sánh không bằng thì chúng ta có not. Ok, ok. So sánh không bằng nào. Bây giờ nó to hơn, tức là nó không to bằng, đúng không? Đúng không? Ok, bây giờ Hà nói cho cô là bức tranh thì bây giờ là bức tranh to hơn bức ảnh. Thì bây giờ nói là bức ảnh thì không to bằng bức tranh, đúng không? Đúng không? Đúng không? Nào bây giờ cô nói lại nhé. Bức tranh thì to hơn bức ảnh, đúng không? Bức tranh này to hơn bức ảnh này. Bây giờ mình viết lại là bức ảnh thì đương nhiên là không to bằng bức tranh rồi, đúng không? Hà cũng là cô mất tập trung luôn ấy. Ok rồi, hai người thích cười, gặp nhau thì cười, sau đấy là không biết làm gì cả. Ok. Này bây giờ nha, bây giờ cho con tự viết, tự biên, tự diễn nào. Câu số 1 con hiểu nha, con làm như thế cho cô. Cho Hà tự biên, tự diễn. The painting is not as bigger. Big thôi. Big thổ cơ ạ. Big thổ mới bigger. Bỏ R chữ gọi. Đúng rồi, bỏ EG bởi vì so sánh hơn bằng, đúng không? Thế bây giờ đấy là câu của Hà viết lại là bức tranh thì lại không to như bức ảnh. con đọc lại nhá. Con đọc lại này. Cô đọc lại nhá. Bức tranh câu gốc của chúng ta này, bức tranh thì to hơn bức ảnh. Thế bây giờ mình phải viết lại là bức ảnh thì không to bằng bức tranh. The photograph not as big as than the painting. As lại còn có cả gian hả? S có gian không? Đúng rồi, S có bỏ gian. Đấy, lần thứ hai mình đúng này. Tôi cũng biết nha. Gì nhỉ? Hà đọc lại nào, ok. The photograph. Ok. Photo. Con đừng cười để cô cười. The photograph làm sao? Not that. Big. Ok. As the painting. Ok, the painting. Ok, hôm nay mà cười nhá. Hôm sau là phải nhớ cái câu của cô nha. Ok. Hôm nay là làm được câu đúng này rồi, hôm sau phải nhớ là mình làm đúng như nào. Ok, câu tiếp theo.
Câu số 2 nào. This, con đọc nào. Ok, can you read? This painting is more expensive than my painting. Ok, any new word? My painting is not as more expensive as this painting. One more time, đọc lại. My painting is not as more expensive. Expensive. Okay, đúng rồi, expensive. Nghĩa as expensive. Yes, okay. Nào, chúng ta chỉ có so sánh hơn với từ ba âm tiết, đúng không? Thì chúng ta phải thêm more. Còn nếu như Hà nhìn thấy lại màn hình của cô chưa? Đấy, còn nếu như so sánh bằng, chúng ta nhớ là chúng ta không có more, không có more gì, không có gian, chúng ta chỉ có s, duy nhất chỉ có s, được chưa? Hai s, hai chữ s của cô, được chưa? Ok, rồi bây giờ chúng ta ok, bây giờ Hà ghi bây giờ Hà ghi cho cô hai câu này đi, con ghi lại hai câu này nào, chúng ta sẽ check đáp án. Rồi, number one. Ok, number 2. Ok, và chúng ta sẽ check đáp án. Chúng ta chép hai câu này vào cho cô. Cả câu gốc lẫn câu cả câu đề bài lẫn câu làm bài của chúng ta. Câu 1. The painting is bigger than the photograph. Đi nhá, học cảm ơn bữa cơm nha. Cảm ơn cảm ơn nước thôi. Photograph. Cảm ơn mà. Cảm nhiều nước chưa lên nhà. The photograph is not as big as the painting. Con cứ viết xong đi, bởi vì là mình câu này mình rất quan trọng mà. Con viết xong chưa? Have you finished? Rồi. Ok. Rồi, nhìn lại một lần nữa xem là ghi chép vở rất là quan trọng. Chúng ta sẽ không có nhiều thời gian để chúng ta ghi chép. Thậm chí là nhiều lần chúng ta chép nhanh sẽ dễ bị sai, nên chúng ta phải ghi chép cái câu lại rất là cẩn thận. Được chưa? Rồi. Nào, thế bây giờ câu số 1 và câu số 2 này mình đã làm đúng rồi. Có con có thắc mắc gì về phần đáp án mà chúng ta làm không? No, okay. Rồi, number 3 and 5. Bây giờ cô sẽ gửi lại cái ảnh nhá. Number 3, number 4 and number 5. Chúng ta sẽ về nhà chúng ta làm. Okay. Chúng ta sẽ về nhà làm. Đúng rồi. Number 3, number 4, number 5. Chúng ta sẽ làm ba câu này, được chưa? Và phần và lấy cho cô thêm 5 câu để cô viết nhá. Để cô viết 5 câu với so sánh
động từ thường. So sánh động từ thường. Năm câu của so sánh động từ thường nữa. Đúng không? Can you do it? Năm câu của so sánh động từ thường. So sánh bằng. So sánh bằng. Làm câu 3, câu 4, câu 5 ạ. Đúng rồi, làm câu 3, câu 4, câu 5. Và lấy cho cô 5 câu với 5 câu so sánh bằng với động từ thường. Với động từ thường thôi nhá. Không cần với động từ to be đâu hả. Với động từ thường. Với động từ thường. Ừ. Chúng ta sẽ có. Con viết xong bài tập chưa? Ok. Cô sẽ gửi cho con cái này nữa. Cái phần này nữa. Chúng ta sẽ có một phần chút. Ok. Cô sẽ gửi cho Hà 4 câu thôi. 4 câu phần làm Chia thì quá khứ đơn. Chúng ta sẽ về nhà làm thêm bài tập phần quá khứ đơn. Rồi, ok, tôi sẽ gửi cái này sau nhé. Rồi, any question? Con có câu hỏi gì đây? Phần hết rồi, không có câu hỏi á? Em đang bảo làm hết cái chỗ này. Không, cô sẽ chỉ gửi cho Hà từ 4 đến 5 câu cái phần bài tập của thì thôi, và khu đơn này thôi. Cô sẽ gửi vào Zalo cho con sau và ảnh nữa. Còn bài tập kia con cũng sẽ làm. Vậy thì là chúng ta thứ bảy sẽ có một tiết nữa đúng không? Ok, vậy là chúng ta sẽ làm những bài tập ba câu trước cho cô này đúng không nhỉ? Ba câu vừa nãy này, 5 câu so sánh với so sánh bằng với động từ thường này và 4 câu với quá khứ đơn. Được không? Ok. Có hơi nhiều với con không? Nếu như bình thường thì không, nhưng mà bây giờ đang vướng vào học toán thì nó hơi nhiều. Vậy hả? Vậy thì nhưng mà chúng ta sẽ phải ôn tập một chút với cái quá khứ đơn. Hôm nay cô cho nhiều và tôi hôm sau cô sẽ cho ít nhất. Bởi vì chúng ta sẽ phải ôn lại kết hợp. Được không? Trong những bài tối nữa chúng ta sẽ chủ yếu tập trung vào thì đẩy thì cho con học cái ngữ pháp. Sau đó mình sẽ đẩy lên các cái từ vựng dần dần. Bây giờ cô đang thấy con có tiến triển rồi. Cái phần cấu trúc cô cho làm bài tập ấy thì trong tổng số bài tập con làm nó cũng có tiến triển rồi, nhưng mình phải cố gắng một chút. Được chưa? Nó đang dễ. Ok. Ok. Rồi. Cô là về nhà làm bài tập và chụp ảnh cho cô nhá. Ok. Rồi. So, thank you. See you next time. Thứ bảy. Ok, cả hỏi cô nữa. Bye bye.